bây giờ mình qua mình chôn ekip mình đi. Rồi, thôi bây giờ làm chỉ có mình dưới nước thôi, ekip mình ở trên đây này quý vị, giờ qua lắc cái ghe nè. Giờ muốn cái gì? Hồi nãy ai hỏi? Chú đen phải không? Ở đây là sửa máy nè, máy không sửa. Nguyễn lại em cho coi, lỗi em à. Lỗi công chuyện anh em ơi. Audio jump. Nạn lắm luôn á. Đây, kéo lên nha. Cầu con mua Phật cất không à. Đây nè. Ồ, bên đây này chị. Đó. Cầu giòn mình trong đây thấy cất không à. Không thấy giòn đâu, Trân thấy cất không vậy? Trời. Thấy rồi chị ơi, giờ sao? Đổ cất ra hả? À, bữa tao nạn quá. Giòn ở trong đây nè cả nhà. Để chăm bưng lên nha. Đây. Anh Hoàng đây nè, con giòn nè. Wow, được một con rồi. Ê, bây giờ mình qua mình chôn ekip mình đi. Chỉ có mình dưới nước thôi, ekip mình ở trên đây này quý vị, giờ qua lắc cái ghe nè. Giờ muốn cái gì? Hồi nãy ai hỏi? Chú đen phải không? Con muốn cái mặt con xấu ơi, con ở đây là sửa máy nè, máy không sửa. Nguyễn lại em cho coi, lỗi em à. Lỗi công chuyện anh em ơi. Từ từ đang qua nha. Đi chị ơi. Ở nha, đi về nha. Ba cái này về nè. Chưa. Đi chị, quay qua đây lộ đi em, đi em. Bỏ cái đó lại hả? Dắt cái cầu lên tiệt rồi. Đào đi đây. Ekip bây giờ tao nói cực dễ sợ luôn. Tâm, đấy nè em ơi, nhanh. Nhưng mà vui đó, đúng không mọi người? Đi lẹ nè, sao? Thôi giờ hết nói rồi. Hết nước rồi hả? Bây giờ mình sẽ chết cha rồi, chỗ này nó cạn quá rồi, sao mà đi được ta? Khe bờ này là sướng nhất nè. Ngọt lên ghe không? Không cống lên luôn. Ơi, nãy sao bà dở cơm nhỏng, bà dở cho cái đồ ăn cái miếng thịt chút xíu vậy? Đó là anh quay cho em leo nãy như mà. Ê, quay lụng ngược rồi. Bây giờ sao con leo lên? Trời ơi, tội ông ghê, cứ miếng thịt mở ra hú hồn đó bà. Mở đâu? Người ta mua thịt đây là bà vợ ông nhau vậy nha. Nói đồ cào gió vậy. Thưa các bạn là ngày hôm nay quá mệt. Trời ơi, nó ồn ghê luôn, đâm một mình tôi quay vlog rồi nó còn quay vlog nữa. Em cũng quay vlog được vậy. Quá trời ồn, mày cứ đu đeo bây giờ. Nè, cái hai clip nè, nội dung y chang là tao đánh bản quyền mày nha Trâm. Nha Trâm. Em có bên bay, em đâu có YouTube. Tao đánh bản quyền, tao đánh mày nha Trâm nha. Trời ơi, đi kèm ghe mà, con nè quý vị, đeo cái hộp sò tao nói. Đây, cái giòn nè quý vị. Rồi, về bà con ơi. Về, em kéo chị lên. Đây là những cái giỏ cào giòn. Ông Quang người trong đây ướt mẹp mềm hết rồi. Đó, ekip em anh Quang này. Ơi. Chào anh. Chào tiếp. Bây giờ anh chồng của chị Thảo là cọ tới 5 giờ chiều luôn quý vị. Đó, bây giờ cái chỗ này nó bị cạn cho nên là mình phải chèo. Anh Lâm ơi, anh không chèo phụ chị Thảo. Anh quay clip không anh Lâm? Trời ơi, chỗ này nó cạn đó quý vị. Bây giờ ekip mình sẽ đi vô trong kia. Nguyền quá. Đây, cô lấy đò ha. Cô lấy đò giờ không lấy đò. Cô lấy đò giờ mang hết giờ. Được không? Đó, mình chấm theo nè. Chấm tế. Chấm khổ cái ghe chứ không mà thêm nổi. Nước ở đây nó tạm quá, mình thấy được cái dưới cát ở dưới luôn á quý vị. Mình thấy cát ở dưới luôn. Trời
vô cực quá. Cả nhà nhớ ăn vô ủng hộ nha. Đang nói chuyện đây nè, quý vị diễn viên thì không có chân mày, diễn viên không có lông mi trong khi cái thằng âm thanh chân mày đó. Đó, giờ chúng ta sẽ lên đây. Xin chào Nghĩa Hà, Nghĩa Phú nha, hẹn gặp lại một ngày không xa. Bây giờ Tâm với lại ekip đi lên lại rồi. Đây là những cái cào cho không? Đó, cái này là phải đâm xuống đất á, cho nó sâu xuống thôi mà mình mới cào được. À, nhiều lắm là cả triệu, cả triệu, một cái tiền là 200, 300. 200, 300. Cái này vô chân. Mà ngày đâu có đâu. Ngày đâu có hay sao? Ngày đâu có hay mà chị em nghĩ. Một ngày cào đâu được có chục ký à. Một ký giờ được mấy chục ngàn. Nói chung là cố gắng cài từ cào từ 5 giờ sáng mà tới 4, 5 giờ chiều á, cũng được ngày 1 triệu. Đó, nhưng mà phải bỏ công bỏ sức rất là nhiều luôn. Nên hy vọng là cầu cho bà con mình nó cầu được nhiều do để kiếm tiền. Bà con mình cực khổ như thế nào. Ô, cảnh đẹp ghê không? Đó, xe đoàn là bắt đầu đậu cửa trên kia rồi. Xe đoàn là đậu trên kia nè. Chứ nếu mà mình về chỗ cũ là mình phải vòng qua cái cầu Cổ Lũy. Đó, mình về phải mất 30 phút nữa. Còn bây giờ là ekip là xe đã qua đây trước rồi. Đó, qua là xe. Ê, xe qua trước là chị là để em bắn clip qua đó nha. Đó quý vị, chăm phải mượn cái điện thoại của chị chăm quay clip. Chứ nãy đi xuống đây đâu có dám quay đem điện thoại để quay clip đâu. Cho nên là bây giờ mình sẽ bán cái clip lại. Ủa đàn mình đâu nhờ? Bây giờ mình bén qua cái máy của anh Lâm đi đồng hồ để mình lấy clip. Nắng quá trời nắng rồi. Hy vọng là cả nhà sẽ ủng hộ những cái clip vlog này của Trâm và coi chương trình là ẩm thực kỳ thú trên kênh VTV3.
mấy ngàn, 20 ngàn à. Là người ta đi cầu từ sáng sớm tới giờ. Ai cầu con đi đây. Đoạn này nước nó sâu lắm quý vị.